Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. Thông báo lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tình cảm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thăm làm việc tại nhà máy điện rác Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thông báo lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày quốc tang 25 tháng 7 và 26 tháng 7 năm 2024, các cơ quan công sở, nơi công cộng treo cờ rủ không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành cho tỉnh Hưng Yên sự quan tâm đặc biệt. Trong những lần về thăm và làm việc thì có 4 lần đồng chí về trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Những sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là kim chỉ nam để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đoàn kết đồng lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, tiến bộ và đạt được nhiều thành công mới to lớn hơn nữa để quê hương Hưng Yên ngày càng hưng thịnh và yên bình. Ngay từ những năm đầu tái lập tỉnh, năm 1998, đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã về thăm và làm việc tại Hưng Yên. Đồng chí đã làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Ân, thị xã Hưng Yên, thăm trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, trường Năng khiếu Hưng Yên, Văn miếu Xích đằng và thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Năm 2013, trên cương vị là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tặng quà hai gia đình chính sách tại Nhân Hòa. Tổng Bí thư đề nghị trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống toàn diện cho nhân dân, chú ý đến các hộ nghèo và các gia đình chính sách, chú ý đến việc xây dựng đảng, công tác dân vận và phát triển đảng viên ở các cấp. Trong phát triển kinh tế, tỉnh cần quan tâm song song với việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cũng như quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Năm 2015, nhân dịp về dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hưng Yên đã đạt được. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch để phát triển mạnh công nghiệp, thương mại dịch vụ và sản xuất nông nghiệp, thế mạnh của tỉnh giáp với thủ đô Hà Nội, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao đời sống cho nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư lưu ý tỉnh phải có chiến lược phát triển để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của mình, đưa Hưng Yên sớm trở thành tỉnh khá trong cả nước như mong mỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc sinh thời. Ngay đầu năm mới Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, dự lễ trồng cây mùa xuân đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại tại thành phố Hưng Yên, thăm và chúc Tết công nhân công ty cổ phần Mai Hưng Long 2 tại thành phố Hưng Yên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất vui mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong năm 2017. Đầu xuân mới, Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với truyền thống là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra nhiều người con có đóng góp lớn trong suốt chiều dài xây dựng và bảo vệ đất nước.
thành tích của Hưng Yên nó góp phần vào làm cho đất nước chúng ta cũng phát triển. Hôm đó đến văn phòng Trung ương thì tôi cũng đang ngồi trong cũng nảy ra mấy câu thơ, bắt chước thơ của Bác Hồ thôi. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng lợi tin vui khắp nước nhà, cả nước hân hoan mừng xuân mới. Có đúng không? Cả nước hân hoan mừng xuân mới, khải hoàn ta viết tiếp bài ca. Đến đây thì riêng với Hưng Yên thì nghe các đồng chí cái năm qua cũng thắng lợi, lại bất chiếc thơ Bác Hồ. Năm qua thắng lợi vẻ vang, Hưng Yên năm tới phải càng thắng to. Năm 2021, nhân dịp tỉnh Hưng Yên kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Hưng Yên là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có lịch sử nghìn năm văn hiến và anh hùng, giàu truyền thống yêu nước cách mạng, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trải qua 80 năm thành lập và phát triển, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo nhân dân viết lên những trang sử hào hùng. Những kết quả thành tích của tỉnh Hưng Yên đã góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển chung của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Tôi tin tưởng và mong muốn rằng với truyền thống lịch sử vẻ vang của một vùng đất văn hiến giàu truyền thống cách mạng và anh hùng, với những thành tựu to lớn đã đạt được cùng những khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên chúng ta sẽ đoàn kết chặt chẽ, chung sức đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chính quyền và nhân dân Hưng Yên ngày càng phát triển, tiến bộ, đạt được nhiều thành công mới to lớn hơn nữa. Quê hương ta ngày càng hưng và ngày càng yên hơn nữa. Chúc Hưng Yên tiến thật xa. Hưng Yên như thế mới là Hưng Yên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa. Những lời chúc, niềm mong mỏi của đồng chí sẽ mãi là mục tiêu cao cả để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống quê hương văn hiến cách mạng anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1. Đến năm 2037, dấu mốc kỷ niệm 40 năm tái lập, tỉnh Hưng Yên cơ bản đáp ứng tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương và trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã đến thăm và làm việc tại nhà máy điện rác Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để tìm giải pháp xử lý rác thải tồn đọng cho tỉnh Hưng Yên. Bởi trung bình Hưng Yên đang tồn đọng gần 800 tấn rác thải phát sinh mỗi ngày. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương trong tỉnh. Nhà máy điện rác Sóc Sơn do Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội đầu tư, xây dựng và vận hành. Nhà máy được đưa vào sử dụng từ năm 2022 trên diện tích đất 17,5 ha tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, xử lý chất thải rắn sinh hoạt có thu hồi năng lượng theo công nghệ lò đốt ghi cơ học của châu Âu tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường của Việt Nam. Đây là dự án điện rác xây dựng một lần có quy mô lớn thứ hai thế giới với 5 lò đốt công suất xử lý 4.000 tấn một ngày đêm, công suất phát điện 90 MW. Thực hiện xử lý nước rỉ rác, khí thải và cho xỉ theo đúng quy định. Công nghệ nhà máy điện rác Sóc Sơn đang áp dụng không những xử lý triệt để chất thải rắn sinh hoạt
mà còn tận dụng được nguồn năng lượng tái tạo để phát điện, đảm bảo cả về môi trường và hiệu quả kinh tế. Sau khi tham quan thực tế công nghệ và cơ sở hạ tầng tại nhà máy, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên ấn tượng và đánh giá cao công nghệ xử lý rác hiện đại, thân thiện với môi trường tại nhà máy điện rác Sóc Sơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây là công nghệ xử lý rác sinh hoạt mà tỉnh Hưng Yên đang cần để xử lý gần 800 tấn rác thải phát sinh mỗi ngày và xử lý số lượng lớn rác thải đang tồn đọng tại các bãi rác ở nhiều địa phương trong tỉnh. Do đó, tỉnh Hưng Yên rất quan tâm tới các mô hình xử lý rác thải quy mô lớn áp dụng công nghệ hiện đại. Hiện nay tỉnh đã quy hoạch địa điểm tại huyện Phù Cừ và Khoái Châu để triển khai các dự án xử lý rác thải. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường Huy Anh dành thời gian khảo sát, làm việc với tỉnh Hưng Yên để có kế hoạch cụ thể trong việc triển khai dự án nhà máy điện rác, yêu cầu các sở ban ngành địa phương phối hợp với công ty trong quá trình khảo sát và lập dự án đầu tư để sớm triển khai xây dựng nhà máy điện rác tại tỉnh Hưng Yên. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, vừa qua đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm tặng quà người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Văn Lâm. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đến thăm tặng quà thương binh Lê Bá Hà ở thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang và bà Đỗ Thị Pháo, mẹ liệt sĩ ở thôn Thị Trung, xã Đình Dù. Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến ân cần hỏi thăm sức khỏe và trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng các gia đình, đồng thời bày tỏ tình cảm, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của người có công, thân nhân người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, động viên các gia đình tiếp tục giáo dục con cháu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, năng động phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, vừa qua đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào cùng đoàn đại biểu Ban Liên lạc Tướng lĩnh Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội đã thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm. Đoàn đã trao tặng 50 suất quà cho các gia đình có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình chính sách, chúc các thành viên các gia đình mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Trước đó, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội đã trao tặng 50 suất tiền mặt với tổng trị giá 30 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Văn Lâm. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với huyện Tiên Lữ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại hai xã Thiện Phiến và Thủ Sĩ. Đoàn công tác của Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn và Bệnh viện Đông Đô gồm các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên với các máy móc, trang thiết bị y tế thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tư vấn và cấp thuốc cho gần 400 người thuộc gia đình chính sách, người có công. Qua thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện nhiều người mắc các bệnh về mắt, huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Đối với các trường hợp mắc bệnh nhẹ, các bác sĩ xử lý tại chỗ, cấp thuốc điều trị miễn phí. Còn đối với các trường hợp mắc bệnh nặng hơn, cần khám chuyên sâu sẽ được bệnh viện mời về Hà Nội điều trị miễn phí. Nhân dịp này, các đơn vị và huyện Tiên Lữ trao tặng 25 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng và một túi thuốc bổ cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Cải cách hành chính là quá trình nhằm xây dựng nền hành chính công hiệu lực, hiệu quả và hiện đại. Xác định con người là yếu tố đầu tiên quyết định đến thành công trong cải cách hành chính, nên thời gian qua, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ đã và đang tập trung vào các giải pháp làm thay đổi từ nhận thức đến hành động ở hai nhóm đối tượng là công chức giải quyết thủ tục hành chính và công dân thực hiện thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban Nhân dân xã Nhật Tân được bố trí 5 công chức trẻ đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Công dân đến làm thủ tục hành chính đều được hướng dẫn cách để tự thực hiện thủ tục trực tuyến. Để khẳng định vai trò của mình, đội ngũ công chức ở đây luôn chủ động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, văn hóa ứng xử trong giao tiếp, thường xuyên tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó đề ra các giải pháp cải tiến phương pháp làm việc, giúp công tác giải quyết hồ sơ cho người dân được tốt hơn. Bước đầu cũng có gặp rất nhiều khó khăn, ví dụ như là lấy bản thân cán bộ chuyên môn nhiều khi cũng chưa nắm được hết. Xong qua thời gian nghiên cứu, học tập và qua các cái lớp tập huấn thì
dần dần chúng tôi cũng đã tiếp cận được và hướng dẫn nhân dân đã sử dụng thành thạo cái tài khoản này để giải quyết thủ tục hành chính. Có một thực tế ở xã Nhật Tân là công dân đến thực hiện thủ tục hành chính phần lớn là người lớn tuổi. Việc tiếp cận công nghệ thông tin và tâm thái làm chủ các tiện ích của môi trường Internet còn hạn chế. Vì vậy, song song với việc kiên trì hướng dẫn công dân trực tiếp đến làm thủ tục hành chính, xã Nhật Tân đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích và sự tiện dụng của dịch vụ công trực tuyến để thay đổi nhận thức của công dân. Tổ công tác đề án 06 của xã và tổ công tác cộng đồng các thôn hoạt động tích cực, lồng ghép các hội nghị để tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa của xã đã tiếp nhận và xử lý gần 700 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 100% là hồ sơ trực tuyến. Với cái tiếp cận công nghệ này thì thực ra là không giỏi lắm, nhưng là qua các em, các cháu, rồi các con, rồi các bạn bè, rồi hướng dẫn thì là khi sử dụng nhiều nó cũng quen đi. Nhận thức của nhân dân tiến triển rất là mạnh, vì trước kia có thể một ngày có thể là rất nhiều công dân nên là giải quyết được thủ tục hành chính bằng cái giấy tờ là mang trực tiếp, nhưng mà trong cái vấn đề tuyên truyền xong thì mọi người dân là chúng ta là đã là tự làm được từ ở nhà và gửi lên cơ quan để sau này chỉ nhận kết quả thôi. Thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường tuyên truyền để làm sao 90% người dân là chúng ta thực hiện được cái công tác cải cách thủ tục hành chính là trên hệ thống. Công chức và công dân là chủ thể quan trọng trong quá trình cải cách hành chính. Việc thay đổi nhận thức của đội ngũ công chức và công dân trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến sẽ góp phần thúc đẩy nhanh lộ trình xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của chính quyền địa phương. Sau khi có kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2024, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh bắt đầu tuyển sinh theo hình thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo kế hoạch, trường xét tuyển 1.000 sinh viên hệ đại học chính quy học ở 15 chuyên ngành thuộc 7 ngành đào tạo gồm kinh tế, quản trị kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán và hệ thống thông tin quản lý. Hiện nhà trường đang xét tuyển theo 3 phương thức với mức điểm sàn đầu vào đối với từng phương thức như sau. Phương thức 1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Mức điểm sàn đầu vào là 15 điểm tính trên thang điểm 30. Phương thức 2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, mức điểm sàn đầu vào là 15 điểm. Phương thức 3. Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ trung học phổ thông, xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc kết quả học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, mức điểm sàn đầu vào là 18 điểm. Được biết, trường đã được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học với đội ngũ giảng viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm. Chương trình đào tạo có tính thực tiễn cao với sự tham gia của các chuyên gia, lãnh đạo của các tập đoàn kinh tế, hệ thống phòng học hiện đại, ký túc xá tiện nghi, sạch đẹp, thời gian đào tạo từ 3 năm rưỡi đến 4 năm, tùy thuộc ngành học, học phí khoảng 7 triệu đồng một học kỳ. Thông tin chi tiết, các thí sinh có thể liên hệ theo số đường dây nóng hoặc địa chỉ website và fanpage của trường đang hiện trên màn hình. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Ân Thi vừa phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024. Với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, trong đợt hiến máu lần này, toàn huyện đã vận động được 630 người là cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn đăng ký hiến máu. Kết quả trong buổi sáng đã thu được 412 đơn vị máu. Các xã thị trấn có số lượng người tham gia hiến máu nhiều là Tân Phúc, Hồng Quang, Cẩm Ninh và thị trấn Ân Thi. Hiến máu nhân đạo là một hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc. Huyện Ân Thi đang tiếp tục vận động mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên trên địa bàn tích cực tham gia hiến máu nhằm góp phần cứu sống các bệnh nhân còn cảnh khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn Hưng Yên đêm 20 ngày 21 tháng 7 năm 2024. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ. Độ ẩm trung bình ngày 80 đến 84%.
Trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 3,60m, mực nước thấp nhất 3,30m.